Chào bạn, ở video trước mình có hướng dẫn bạn cách mà để mà thêm mod một cách thủ công và đơn giản nhất là. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn bạn để mà thêm những cái mod về xây dựng và trang bị và vũ khí bạn ha. Và cũng như có bạn có hỏi mình là cách để mà gỡ mod ra khỏi game của bạn, hoặc là gỡ những cái mod riêng biệt mà bạn không muốn sử dụng. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn trước luôn là cái phần về phần cách gỡ mod bạn ha. Mình chỉ cần vào file của Valorant thôi, Scrum Local. Và khi bạn vào đây á thì bạn ở đây bạn bình thường bạn sẽ thấy ở đây nó rất là nhiều file. Bạn chỉ cần xóa những cái file mà bebinet hiện có. Bạn chỉ cần mở cái file ra bạn bebinet mà bạn đã tải về á. Đó, mình click vào đây, mình sẽ đối chiếu qua lại để mà hoàn thành việc gỡ bỏ mod ra khỏi cho game của bạn ha. Như bạn cái này có ở đây có Bebinex nè, chiếc desktop đó, bạn chỉ cần xóa những cái file này đi thì như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc gỡ bỏ mod hoàn toàn khỏi con game của bạn. Còn ví dụ như mà bạn muốn chỉ không muốn gỡ bỏ hoàn toàn luôn á, mà bạn chỉ cần gỡ một số mod mà bạn không muốn sử dụng trong con game của bạn, thì bạn chỉ cần vào bếp file Bebinex và file plugin, bạn chỉ cần xóa một trong những file mà bạn những một trong những file chấm đinh là những cái mod mà bạn đã tải về mà bạn không muốn sử dụng, thì bạn chỉ cần xóa nó đi thôi, xóa nó đi là xong bạn ha. Thì như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc là gỡ bỏ hoàn toàn mod, hoặc là gỡ bỏ một số mod mà bạn không muốn sử dụng trong game của bạn. Còn về cái mà bạn để mà thêm những cái mod xây dựng hoặc là thêm trang bị, thì nó yêu cầu thêm là bạn sẽ cần cài thêm những cái mod khác nữa, và những cái mod đó sẽ hỗ trợ cho việc mà bạn sử dụng những cái mod xây dựng đó. Mình ví dụ nha, là cái mod bui ít là cái mod xây dựng như cái file này đây, là cái mod xây dựng ha. Thì ở đây bạn để ý là cái this mod rewind the flowing mod the to the function. Thì đối với cái mod này nó sẽ cần yêu cầu bạn bắt buộc thẻ cài thêm hai cái mod nữa, đó là cái Bebinex và cái Flame Modding Certain. Thì ở đây bạn đã cài sẵn cái Bebinex rồi ha, thì việc tiếp theo là bạn chỉ cần tải về thêm cái Certain này nữa thôi. Thì bạn chỉ cần mở nó lên đây, mình mở qua cho trang tab mới nhé, để cho tiện tiếp quay lại. Thì đối với bạn mod này thì trước đây á, nó sẽ đối với mày món này nó trước đây nó sẽ yêu cầu bạn thêm tải thêm một cái công cụ để hỗ trợ cho cái mod này nữa, nhưng hiện tại cũng không cần thiết lắm. Đối với những cái mod hiện tại thì nó cũng không cần thiết lắm, nhưng mà đối với những cái mod xây dựng cũ như cái bụi ít này nè, thì cái mod đó nó cần phải chỉ cần tải thêm cái mod đó về. Thì để mà tải được cái đó về, bạn cần vô Thunder Store trước, mình trở về lại trang chủ. Bạn tìm kiếm là hút. Bạn tải này về. Là hút game patcher à. Bạn tải này về. Ở đây mình đã tải sẵn rồi. Đây. Khi mà bạn tải về á, nó sẽ xuất cho bạn ra một cái file ra. Thì ở đây á là nó sẽ hiển thị cho bạn cái config với patcher này. Là có nghĩa là cái file này nó không phải là file mod, nó để mà bạn có thể copy vào cái plugin kia. Nên là mình sẽ cần copy hai cái file này và quay trở lại cái thư mục Valorant và Bebinex, và mình chỉ cần dán đè nó lên đây thôi, dán đè file ba bắt chờ với config như thôi. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc là tải thêm cái mod em hút này rồi. Sau khi mình tải xong cái mod này xong thì việc tiếp theo là bạn cài thêm cái setun này vào. Mình cũng đã tải sẵn cái setun này rồi đây. Thì setun này bạn chỉ cần khi mà tải về xong nó xuất hiện một cái file ra cho bạn, và bạn cần làm việc tiếp theo là vào login, bạn copy cái file chấm dll này thôi ha, vào phục thư mục login của Bebinex file Valorant á, bạn dán đè nó vào. Xong sau khi bạn đã thực hiện xong hết những cái yêu cầu của cái file mod này cần thiết để mà sử dụng được cái mod này rồi,
thì mình chỉ cần việc tải cái file bus này về nữa thôi, mình cũng đã tải sẵn rồi. Và bạn chỉ cần copy, làm cũng tương tự như vậy, chỉ cần copy cái file dll đó vào file plugin của Fireflame ha. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc thêm cái mod xây dựng. Bây giờ mình sẽ vô game để kiểm tra xem là mod đó đã xuất hiện chưa ha. Mình sẽ chạy bằng trên Steam nhé. Vì sao mình sẽ chạy trên Steam? Tại vì mình muốn sử dụng cái lệnh, những cái lệnh có sẵn của Valheim để mình test thử trong trong game bạn nhé. Đây. Khi bạn vào game á, bạn sẽ thấy được cái bảng mod, cái bu mới là cái mod xây dựng đó. Nên mình thử nhìn trước ha. À, việc mình vừa làm là mình sử dụng những lệnh có sẵn, nói vậy cho nó tránh thôi chứ thực sự nó là những cái lệnh cheat của con game này. Đó. Đây là những cái nguyên liệu xây dựng mới mà bạn đã thêm thành công rồi ha, và không bị dính một vướng một lỗi nào của con game. Còn đối với những việc mà như mod về trang bị và vũ khí thì sao? Bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. À, mình sẽ thử một cái mod về mod trang bị nha. Để mình tìm kiếm như cái Odin Chat đi, cái mod này mod mới, những cái bẫy cái mod bẫy của game rất là thú vị đó. À, đây nó sẽ cần cần mọi business thôi. Đây cái này là cũng không sử dụng, sẽ không tải nó về. Đây chào Amor. À, đây là một cái mod mà gọi là cái mod trang bị. Thì khi bạn vào đây, bạn ở đây nó cũng sẽ yêu cầu bạn bắt buộc là tải thêm một cái nữa là Rasmus Tool. Bạn chỉ cần tải nó về và tab mới và bạn tải nó về. Sau khi bạn tải nó về, bạn có được những cái file như thế này và bạn chỉ cần cũng copy tương tự vào file plugin của Valheim. Sau khi bạn tải xong cái những cái mod yêu cầu rồi, thì tiếp theo là bạn sẽ cần tải cái bản mod chính thức của nó về. Như bình thường á, có những cái file plugin á, nó sẽ có là chỉ mỗi file chấm DLL thôi, và có những cái file rồi vô trong khi bạn vào một thư mục plugin này á, bạn có thấy nó là localization những cái file chấm IML này nè, và những file translation là những cái file mà dịch sang ngôn ngữ á, thì bạn cần copy luôn cả hai file này nha. Và thông thường thì bạn tốt nhất là cứ copy hết tất cả đi, bạn dán vào đây bởi vì mình muốn phân biệt nó rõ ràng nên mình muốn cho nó vào một file mới.
Đó. Việc tiếp theo là mình chỉ cần tắt game ra và vào lại thưởng thức những cái trang bị mới này nữa thôi. Sau khi vào game mình cũng sẽ thử dùng lệnh của con game cho phép ha, và mình sẽ tìm kiếm những trang bị mà mình vừa thêm vào. Đây là những bộ giáp mà mình đã thêm vào, mình sẽ tạo ra và bật thử nha. Cái đầu à. Đó. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc thêm một cái mod trang bị mới. Như vậy là bạn đã thành công rồi đó.